Rồi, hello, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 469 nha. Thì lời nói đầu tiên Phú Quý lại là chào, là chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị em. Chúc cô chú anh chị em có một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng đến với kênh Phú Quý tham khảo phần cầu lô chuẩn 30 ngày thứ sáu ngày 23 tháng 2 cho tất cả anh em, giúp anh em chiều về bờ an toàn, phát tài phát lộc nha. Thì anh em xem kênh cũng đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ, đó là niềm tin, đó là động lực giúp kênh ngày càng phát triển nha. Thì trước khi vào phần cầu lô chuẩn ba miền VIP ngày thứ sáu ngày 23 tháng 2 cho tất cả anh chị em, thì Phú Quý xin phép dò lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh các anh em. Ngày hôm qua Tây Ninh mình bật 4554, hàng 4 nó về 41, 43, 49, hàng 5 về 50, 53, 56. Năm qua gãy không đem lại chiến thắng các anh em. Tiếp theo Đại An Giang mình bật 0550, hàng 0 về 00, 04, bóng sụp không đem lại chiến thắng, hàng năm nó câm gãy luôn không đem lại chiến thắng. Con 50 này thì đi lộn sang đại Bình Thuận một nháy, đi lộn sang đại Tây Ninh một nháy, thật sự hơi đáng tiếc, về hai đại hai bên không về An Giang thật sự quá đau. Bình Thuận mình bật 3663, hàng 3 nó về 32, 36, chúng ta cũng rực rỡ có 36 một nháy cả anh em. Hàng 6 nó về 61, 63, 67, chúng ta cùng chiến thắng luôn con 63 một nháy cả anh em. Xin chúc mừng cả anh em đại Bình Thuận chúng ta rực rỡ cả cặp. Như vậy là ba đài cặp 36, 63 chúng ta cùng chiến thắng cả cặp, xin chúc mừng tất cả anh em nha. Ngày hôm nay chúng ta rực rỡ ở ba đài. Tiếp theo là đài miền Trung. Miền Trung mình bắt 3993, hàng mình kết con 39, thì ngày hôm nay hàng 3 nó về 31, 35, 38, 32, 35, 33, 38, nó về 38 hai nháy không có 39, thật sự quá cay. Hàng 9 về 93, 97, 97, 99, 99, chúng ta cùng chiến thắng con 93 một nháy. Miền Bắc, anh em nào chơi con 93 thì chúc mừng, còn anh em nào chơi cả cặp anh em lỗ nhẹ nha. Tiếp theo miền Bắc mình bật 5995, ngày hôm nay hàng 5 nó về 50, hàng 9 thì nó về 90, 93, 95, 99, chúng ta cũng ăn được con 95 một nháy. Xin chúc mừng tất cả anh em miền Bắc. Như vậy tổng kết kênh ngày hôm nay chúng ta rực rỡ được con 36, 63 ở đài Bình Thuận cả cặp, và cặp 36, 63 ở ba đài một cặp. Và miền Trung chúng ta chiến thắng con 93, miền Bắc thì chúng ta chiến thắng con 95. Còn anh em nào ngày hôm nay chơi đài Tây Ninh và An Giang thì thật sự hơi đen, không đem lại chiến thắng cả anh em. Thì trên kênh chiến thắng như thế, thì trên Zalo ngày hôm nay chúng ta thu hoạch được những gì? Nhận số miền Nam nè em, Sóc Trăng lô VIP 90 lót 09 ngày hôm nay, cặp 09 90 trả về tất cả anh em một cặp. Xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo ngày hôm nay nha. Tiếp theo nhận số miền Bắc nè em, miền Bắc lô VIP 04 lót 81 đẹp phải nổ, ngày hôm nay miền Bắc cũng trả con 04 và con 81 về cả cặp cả anh em ở miền Bắc. Xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo ngày hôm nay, chúng ta quá rực rỡ, quá tưng bừng tất cả anh em, giúp anh em về và an toàn nha. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần cầu lô chuẩn ba miền VIP ngày thứ sáu ngày 23 tháng 2. Tất cả anh em mong rằng ngày mai nó tiếp tục chiến thắng rực rỡ trên kênh lẫn trên Zalo cho tất cả anh em nha. Đầu tiên mình sẽ đi vào đài Vĩnh Long. Vĩnh Long mình bắt cả anh em đường cầu là 2552. Vĩnh Long mình bắt cả anh em đường cầu là 2552, hy vọng rằng đồng Vĩnh Long sẽ cho về nha. Tiếp theo là đài Bình Dương. Bình Dương mình bắt tất cả anh em đường cầu là 3443. Bình Dương mình bật cả anh em đường cầu là 3443, hy vọng là đồng Bình Dương sẽ về nha. Thì anh em xem kênh đừng quên cho chủ kênh một lượt like, anh em like chả mặt gì chả tốn gì, like cho chủ kênh có nhiều lượt tương tác, có lượt đề xuất video, được nhiều anh em khác biết đến kênh ngày càng lớn mạnh, mình giúp đỡ được tất cả các anh em nha. Tiếp theo đại Trà Vinh. Trà Vinh mình bật cả anh em đường cầu là 7887. Trà Vinh mình bật cả anh em đường cầu là 7887, hy vọng là đồng Trà Vinh sẽ cho về nha. Tiếp theo là ba đài mình bật cả anh em đường cầu là 7887. Chào ba đài bắt cả anh em là 7887. Ngày mai ba đài mình thiên về con 87, anh em thích thì vào, còn không tham khảo cho mình nha. Tiếp theo đài miền Trung. Miền Trung ngày hôm nay về một nháy, hy vọng rằng đường cầu đó ngày mai tiếp tục chạy một nháy cả anh em ít nhất một nháy nha, đó là 06 60. Miền Trung mình bắt cả anh em đường cầu là 06 60, hy vọng là đồng miền Trung sẽ về nha. Miền Trung có hai đài nên mình không nhấn mạnh cho cả anh em. Tiếp theo đài miền Bắc. Miền Bắc mình bắt cả anh em đường cầu là 3443. Miền Bắc mình bắt cả anh em đường cầu là 3443, hy vọng là đồng miền Bắc sẽ về nha. Rồi trên đây là những cặp số như đường cầu cũ mình bắt đưa đây, chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ về tất cả anh em. Còn anh em nào trùng cầu, trùng máu, trùng kèo, kết với con nào của đài nào của miền nào thì hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm, 10 điểm kiếm tiền bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Ly cà phê sáng, ly cà phê trưa, ly cà phê tối. Còn anh em nào đang xa cầu, xa bờ bị cầu lột số và bị mất ngủ vào các buổi chiều từ 4:30, 6:30 thì hãy gọi vào số đội 0787955762. Mình sẽ tư vấn và hỗ trợ tất cả anh em những đường cầu, những cặp số đẹp đưa giúp anh em về và an toàn và
chị dứt điểm cơ bắt cũ nha. Rồi chúc chiều mai những cặp số mình đưa trên đây sẽ về rực rỡ cả anh em ở ba miền. Chúc anh em chọn lựa những con số giúp anh em về bờ an toàn nha. Chúc tất cả anh em gọi vào số điện thoại này sẽ giúp anh em về bờ an toàn và phát tài phát lộc tiền về đầy túi anh em, và chị dứt điểm cơm mất ngủ của các buổi chiều nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi đêm.